Hello, xin chào anh em. Ở video trước mình đã hướng dẫn cho anh em xây dựng một cấu hình dành cho các bạn sinh viên mới đi học năm nhất, năm hai, hoặc với những bạn vừa mới dấn thân vào với làm đồ họa. Nếu như bạn nào chưa xem thì link mình sẽ để ở bên góc trên của màn hình như này. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn xây dựng một cấu hình mới dành cho những bạn làm lâu hơn một chút, hoặc với những bạn sinh viên đang ở năm 3 hoặc năm 5 sắp ra trường. Thì mình biết với những bạn như này ấy, thì các bạn hay muốn thử sức kiểu làm YouTube ấy, hoặc là làm những cái video để sau này có thể thứ nhất là để cho vui, và cái thứ hai là sau này có thể đi làm những công việc có liên quan đến như vậy. Và vì thế chúng ta sẽ cần một cấu hình nào đó mà có thể dùng lâu dài một chút, và phải chắc chắn là không được thừa thãi và tối ưu nhất trong tầm giá. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chọn các linh kiện như nào là tối ưu nhất. Vậy thì trước khi đi vào phần cấu hình, mình sẽ nói các phần mềm thông dụng nhất hiện nay. Thì ngoài cái vấn đề của chỉnh sửa với Photoshop với Illustrator ra, thì anh em sẽ sử dụng hai phần mềm video, đó chính là Adobe Premiere Pro và After Effects. Thì với hai phần mềm này, cấu hình yêu cầu cũng tương đối là cao. Với cả hai phần mềm sẽ yêu cầu các CPU Intel thế hệ 7 trở lên, và hoặc một CPU khác đến từ AMD có cấu hình tương tự. RAM thì After Effects yêu cầu tương đối là nhiều, với tối thiểu là 16GB RAM. Thì nếu anh em nhiều thì có thể mua nhiều hơn cũng được mà. Còn với các SSD và VGA thì sẽ là từ 1050 trở lên, mình thấy đã là khá là ổn rồi. Hoặc anh em nhiều tiền thì có thể mua các mẫu VGA nó đắt tiền hơn. Thì ngoài các cái phần mềm này ra thì mình sẽ nói qua một chút với các anh em dùng các bộ công cụ của Autodesk. Thì nặng nhất sẽ là Inventor, với RAM yêu cầu là tối thiểu là 20GB rồi. Nhiều đấy, 20GB là nhiều. 20GB thì cắm như nào? 2x8 với 1x4 à? Nghe nó khá lạ đúng không? Nhưng mà tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho anh em chọn như nào là ổn nhất. Rồi ok, sau khi nói sơ qua một chút về cái phần cấu hình đề nghị của các phần mềm mình vừa kể, thì chúng ta sẽ đi vào phần cấu hình chi tiết. Thì ở đây mình đang có một CPU có thể nói là quốc dân của Intel, đó chính là CPU Core i5 9400F. 9400F và CPU Core i5 9400. Thì tại sao mình lại mang hai phiên bản này ra nói? Đầu tiên, đó những là bạn mới bước chân kiểu làm video ấy, hoặc là những bạn hay encoding video ấy, thì anh em biết là các CPU của Intel sẽ được hỗ trợ rất là nhiều với công nghệ Intel QuickSync. Nhưng mà với CPU i5 9400F thì lại không hỗ trợ do không có iGPU. Mình không biết anh em cảm nhận như nào, mà theo những gì mình tìm hiểu được và mình hỏi được ấy, nếu như encode bằng video CPU thuần thôi ấy, thì sẽ cho chất lượng video tốt hơn so với việc encode bằng CPU lẫn cả iGPU. Thế này có kiểu do nhu cầu của từng người thôi. Nhưng anh em có thể đánh đổi một chút về phần chất lượng video để đổi lấy một khoảng thời gian nó làm được nhiều hơn, thì anh em hoàn toàn có thể lựa chọn CPU Core i5 9400. Còn nếu như anh em có mức kinh phí nó thấp hơn một chút, muốn đầu tư ít hơn một chút và có thể đợi được, thì có thể lựa chọn CPU Core i5 9400F, hoặc lựa chọn các CPU đến từ AMD, ví dụ như Ryzen 5 3005 hoặc Ryzen 5 3006, thì đều là các CPU rất là tốt, đều có 6 nhân, có những CPU lên đến 12 luồng và xung nhịp đều hơn 4.0GHz cả. Và việc anh em có nhiều tiền hơn nữa thì cũng không cần nhất thiết phải dừng lại Core i5, mà có hoàn toàn có thể nâng lên là Core i7. Thì với những anh em không biết ép sung ấy, thì không nhất thiết phải mua Core i7 dòng cao làm gì cả, có thể lựa chọn với CPU Core i7 9700 mình đang có ở đây. Thì với những anh em lựa chọn CPU Core i7 9700 ấy, thì anh em nên lựa chọn các bên dòng B cao cấp một chút, B360 hay là B365 tùy anh em thôi, nhưng nó phải các dòng cao cấp, ví dụ như của Asus thì có Strix này, Gigabyte thì có dòng Aorus này, MSI cũng vậy, một dòng không nhớ tên lắm, nhưng mà phải là dòng cao cấp để hỗ trợ cho CPU được tốt nhất. Và RAM mình khuyên anh em nên mua 2x16 với dung lượng là 32GB RAM. Anh em lo sợ kiểu RAM 32GB nhiều đúng không? Không, không hề nhiều một chút nào. Với anh Edit đang làm một công ty mình chuyên edit cho các video anh em thấy ở trên kênh này này, anh ấy đang sử dụng 2 thanh RAM 16 với tổng dung lượng là 32GB, 16 cộng 16 32 mà. Và nó vẫn hết như thường. Thật sự luôn, nó vẫn hết như thường, và mình không kiếm đâu ra thêm RAM để cắm thêm để cho dùng kiểu cho nhiều hơn ấy. Anh em yên tâm đi, có bao nhiêu RAM, bộ Adobe nó ăn hết đấy nhiêu RAM của anh em luôn. 64GB thì khả năng vẫn hết đấy, để mình cắm thử xem 64GB RAM có hết hay không. Cuối cùng đó chính là về lựa chọn về ổ cứng đi. À, chưa phải cuối cùng đâu, cuối cùng là VGA cơ. Ổ cứng anh em nên lựa chọn như nào? 240GB chắc là mức dung lượng mình thấy là tối thiểu anh em sử dụng để có thể là cài các bộ phần mềm để sử dụng nó hiệu quả hơn. Nếu như anh em có một mức kinh phí nó cao hơn một chút đấy, thì có thể lựa chọn các ổ SSD 512GB hoặc 1TB để lưu dữ liệu cũng được. Nhưng mà việc lưu dữ liệu thì mình nghĩ vẫn cần thêm HDD tối thiểu chắc là 2TB với các nhu cầu edit video, bởi vì một video rất nặng mà anh em edit nhiều video thì nhiều vô kể đấy. 2TB sẽ là tối thiểu, hoặc anh em nhiều tiền hơn có thể mua chọn ổ 4TB, 6TB, 10TB.
hoặc là nhiều tiền hơn nữa thì có thể mua hẳn một ổ NAS 20T chẳng hạn. Cái đấy tùy nhu cầu và mỗi người thôi. Còn VGA thì sao? 1650 được, mình thấy là được. Nhưng mà nếu như anh em có một cấu hình rất là tốt rồi đúng không, kiểu Core i7 các thứ mà 1650 nó hơi khập khiễng. Mình không nói đây là hiện tượng nghẽn nhá, hoàn toàn không phải nghẽn của trai. Chẳng qua là anh em đầu tư một cấu hình mạnh này mang về, ngoài làm việc ra đương nhiên rồi, có cấu hình mạnh thì tợ gì không chơi game đúng không. Và khi chơi game thì cần một mẫu card đồ họa nó xịn hơn một chút, thì mình nghĩ anh em nên mua các mẫu card đồ họa từ GTX 1660 trở lên hoặc 1660 Super. Đây là hai mẫu card đồ họa có hiệu năng chiếu ra thành tốt nhất của Nvidia từ trước đến nay rồi, và cả hai mẫu card đồ họa đến từ Nvidia này, mà tốt nhất anh em mua mấy card đến từ Nvidia đi, thì bộ công cụ đến từ Adobe hỗ trợ rất tốt cho những cái card này bởi vì nó tận dụng được nhân CUDA mà. Vậy thì ngoài các cấu hình như này còn màn hình bên kia thì sao? Thì gear mình nghĩ là anh em lựa chọn theo nhu cầu thôi. Có những người thích sử dụng bàn phím cơ, có những người không, cái này thì tùy mỗi người thôi. Còn màn hình thì như nào? Màn hình mình sẽ để ở ngay phía trên này, anh em click vào. Mình đã có một video để hướng dẫn chọn màn hình làm sao để cho nó phù hợp nhất. Vậy thì anh em thấy sao về các linh kiện mình vừa tư vấn? Có thể nói là nó hơi chung chung một chút đúng không? Các nhu cầu này thì nó yêu cầu một cấu hình khác, các nhu cầu kia nó yêu cầu một cấu hình nó hơi khác khác một chút. Vậy thì làm sao để có thể lựa chọn các linh kiện cho đúng với nhu cầu nhất? Thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Anh em chỉ cần click vào và bên mình sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho anh em. Anh em đừng ngại làm gì cả, cứ click vào đi. Nó không phải là kiểu video quảng cáo gì đâu. Đấy là đường link mà bên mình có thể tư vấn dành cho anh em. Chúc anh em một buổi tối tốt này. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của Anphat Computer để không bỏ lỡ những video clip như này trong tương lai nhé. Hẹn lại anh em ở những video sau.